Hello, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến Thức Của Chúng Mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với tất cả các bạn một cái điều nữa trong cái luật giao thông. Nếu mà chúng ta không nhường đường cho xe ưu tiên, như vậy chúng ta sẽ bị phạt bao nhiêu? Nào, mời tất cả các bạn cùng theo dõi nha. Thời gian gần đây, chúng ta xem báo, đài, cũng như là những truyền thông đại chúng, chúng ta nghe rất là nhiều về cái tình trạng mà những xe trước chạy mà xe ưu tiên chạy ở phía sau bật đèn tín hiệu réo còi, mà những xe ở phía trước không tấp vào lề, nói nôm na là cản trở. Như vậy thì hành vi đó là nói chung là không có tốt. Thì trong cái điều luật có ghi rõ và chúng ta sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Hay nói khác hơn đó là đây là những cái hành vi phải nói là rất là đáng trách. Bởi vì nếu ở phía sau là một xe cứu thương, một xe cấp cứu mà chúng ta hành vi cản trở như thế, bởi vì những tính mạng ở phía sau, người ta sống chết chỉ tính bằng giây nếu mà chúng ta có hành vi cản trở như thế. Hoặc là những xe công vụ nè, rồi chữa cháy nè, vân vân, chúng ta không làm được những cái điều này, chỉ cần tấp vào lề để nhường đường cho những xe có chức năng để họ làm nhiệm vụ. Thì trong luật có ghi rõ không nhường đường hoặc gây cản trở những xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên để làm nhiệm vụ mà chúng ta gây cản trở thì chúng ta sẽ bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Song song là sẽ bị tước bằng lái từ 1 tháng cho đến 3 tháng. Hy vọng rằng một video chia sẻ nho nhỏ nhằm cung cấp lại cũng như nhắc lại những cái kiến thức hàng ngày để chúng ta lưu thông trên đường không bị mắc phải, dù đó là một cái lỗi nhỏ nhất. Đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn có những giây phút tổng hợp kiến thức hữu ích cho mình. Bye bye.